không dám đâu, dám bay, người ta đâu có dám chơi. Trời ơi, cắt cánh hết rồi. Con Jun còn bỏ lên đây mà chị. Ba. Thưa quý vị, bây giờ là lượt của Harry. Trong cuộc đời của Harry, không sợ con gì cả, trừ con gián. Hy vọng là không phải con gián, để em tôi khỏi bị sợ. Ghê quá. Trời chơi sợ quá. Trời ơi, chết rồi, gián ơi. Hỏi chơi nữa, Harry nằm trong top thắng.